Thưa quý thính giả, blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giam đã hơn 7 tháng, nhưng gia đình vẫn chưa được thăm nuôi một lần. Bên cạnh đó, công an tỉnh Khánh Hòa thì ngày đêm canh gác trước cửa tư gia mẹ của cô. Từ Khánh Hòa, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan tường thuật lại sự việc trong cuộc phỏng vấn với Quang Nam như sau. Dạ vâng, xin kính chào bà Nguyễn Thị Tuyết Lan. Dạ, xin chào Quang Nam cùng khán thính giả đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi ạ. Dạ vâng, thưa bà, trong nhiều ngày qua đó thì công an tỉnh Khánh Hòa đã đến bao vây bên ngoài nhà của bà. Xin bà cho biết sự việc đó là như thế nào thưa bà? Dạ, ngày 19 tháng 5 thì là họ đã bao vây nhà tôi. Thì thiệt ra là họ sợ bà Tổng lãnh sự của Hoa Kỳ là bà Marie Takanoka sẽ đến nhà tôi để trao giải người phụ nữ can đảm của năm 2017 cho tôi thay để và tôi thay mặt Quỳnh nhận. Và khi đó tôi thấy cái tình hình rất là căng thẳng như vậy thì tôi cũng nói với họ rằng không ai đến nhà tôi hết. Tôi trả lời cho cái anh an ninh thành phố là không ai đến nhà tôi hết và tôi cũng không đi đâu hết á. Thì tôi cứ tưởng là mọi việc nó đơn giản như vậy. Thì nhưng mà thì thật là kinh nghiệm của tôi thì là tôi biết rằng tôi có nói thật thì họ không tin. Ngay từ cái thời mà họ Quỳnh còn ở nhà cũng như vậy, họ hỏi tôi cái gì thì tôi nói thẳng là có hay là không, tôi trả lời thẳng thừng. Nhưng mà vẫn họ cũng không tin. Nhưng mà tôi cũng muốn giữa tôi với họ không có cái kiểu như căng thẳng. Ví dụ như tôi đi ra đi chợ thì họ cũng không phải căng thẳng, họ quá sức. Hoặc là tôi đi nhà thờ họ không phải căng thẳng quá sức, bởi vì họ canh trước nhà tôi. Có nhiều cậu á, họ đang ngủ trên cái xe, họ thấy tôi đi cứ họ giật mình lên té xuống. Và tôi phải quay trở ngược lại là tôi phải nói với cái cậu đó, cậu đang canh gia đình tôi, sẽ nói là cô đi nhà thờ ở trên này nè. Tại nhà thờ cách lên khoảng đi bộ khoảng 5-7 phút gì đó thì cô không có đi đâu đâu, cháu cứ yên tâm ngủ đi. Nhưng họ vẫn không tin, họ vẫn đi lên để họ canh tôi, rồi tới giờ về thì chuyện nói chuyện bình thường. Cho tới cái ngày mà căng thẳng nhất đó, đêm thứ bảy, tự nhiên cái bắt đầu tôi thấy cái không khí ngoài đường là toàn bộ an ninh thành phố, ăn rồi hình sự rồi giao phòng nó đông hẳn lên. Thì vừa tôi đi ra thì người ta cứ đẩy tôi vô, tôi đi ra rồi cổng họ cứ đẩy tôi vô cửa. Tôi thấy cái tình, tôi hỏi tại sao không để tôi ra, tôi phạm vi phạm gì? Thì họ cứ nói là cô phải thông cảm với tôi là cô không được đi ra ngoài ngày hôm nay. Ở gần nhà tôi có một cái bãi đậu xe thì họ đổ cảnh sát cơ động xuống đó và họ đem những cái miếng mà barrier để chặn xe lại. Tất cả những con hẻm đều bị chặn lại hết và những ai đi xe vô đường đó là họ chặn lại hết. Công an 113 hoặc là cảnh sát giao thông chặn lại và họ nhìn vào xe thử cái bà lãnh sự có đến hay không. Thì bà tổng lãnh sự Hoa Kỳ bà mới thấy như vậy thì bà mới nói là tôi sẽ nói với bộ công an là không làm phiền nhiễu gia đình bà, để cho bà còn không theo bà nữa. Nhưng sự thật họ cũng chẳng coi bà ra là gì. Đó là một cái chuyện. Rồi mới đây là tôi cũng không hề, ông biết ông John McCain á, hôm thứ năm tuần này nè, tôi không hề biết là ông John McCain ông tới Cam Ranh. Thì tôi thấy hai cậu an ninh đi theo tôi và nói là cô phải bị chịu khó 2 ngày bị quản là giám sát. Đi ra đi vô không được, tôi mới bực mình. Tôi mới đem hai đứa cháu con của Quỳnh, tôi mới đem một cái bảng, tôi viết ngày 1 tháng 6 năm 2017, công an Khánh Hòa đàn áp gia đình tôi. Tôi hỏi hãy bắt tôi đi, tôi nói với các an ninh thành phố và an ninh tỉnh hãy bắt tôi đi. Mà trong khi đó tôi cũng đang nói to cho mọi người là con tôi đã bắt rồi, vì con tôi chống Trung Quốc, vì con tôi yêu cầu cách đây một năm con tôi đã yêu cầu phải khởi thố Formosa, yêu cầu biển sạch. Phải công bố cho dân biết biển nhiễm độc bao nhiêu, cá nhiễm độc bao nhiêu để cho người dân họ đề phòng. Thì bắt con tôi rồi, bây giờ cũng không biết tin tức gì con tôi, giờ là tại sao lại áp chế gia đình tôi. Tôi vừa khóc vừa nói như vậy á. Khi tôi đeo ba bản xong đó, thì tôi vừa quay vô, cất cái bản thì ở ngoài này họ lấy xe họ đi. Đó là những cái diễn biến xảy ra trong những ngày gần đây ạ. Thưa bà vừa nói đó là vào cái đợt mà họ bao vây nhà bà vào ngày 19 và 20 tháng 5 vừa qua đó, thì chính an ninh thành phố đã có tiếp xúc và nói chuyện với bà. Chính xác là họ nói với bà cái gì trong cái ngày hôm đó thưa bà? Dạ, họ thẳng vô, họ nói với tôi rằng là cô có gặp ai không? Tôi nói không. Cô có và người có ai tới nhà cô không? Tôi nói không. Và họ nói thẳng với tôi là nếu người ta tới trao giải cô không được phép nhận. Tôi nói thẳng, tôi trả lời ngay với họ rằng là người ta tới nhà tôi thì tôi tiếp, còn tôi không đi đâu cả. Thưa bà, cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt vào ngày 10 tháng 10 vào năm ngoái, thì đến ngày 10 tháng 2 năm nay đó thì đã hết hạn 4 tháng tạm giam, và sau đó đó thì công an lại gia hạn thêm 3 tháng, nghĩa là phải đến ngày 10 tháng 5 vừa qua
thì đã hết hạn 3 tháng nữa. Tuy nhiên cho đến ngày hôm nay đó thì bà có nhận được thông báo gì về cái vấn đề tạm giam này không thưa bà? Dạ, ngày 10 tháng 10 xong rồi tới ngày 10 tháng 2 rồi họ gia hạn thêm hai mươi mấy ngày nữa là ngày 2 tháng 6 hết hạn. Và cho tới hôm nay tôi không hề được một cái thông báo nào hết ạ. Ngày 2 tháng 6 thì tôi có lên là sáng thứ sáu này, hôm nay là chủ nhật, tôi có lên hỏi công an thành phố, công an tỉnh, tôi lên trực tiếp hỏi an ninh điều tra, thì họ nói tôi là đi qua viện kiểm sát, mà tôi hỏi là tôi qua viện kiểm sát thì họ cũng không trả lời thẳng thừng với tôi là con tôi có bị tạm giam trước hay không, mà tôi đã nói hôm nay là hết ạ. Họ nói tôi là không phải đối tượng để trả lời cái chuyện này. Vậy tôi hỏi là tôi tại sao là đối tượng, tôi là người trực hệ, liên hệ trực hệ, Quỳnh là mẹ đơn thân, tôi phải nuôi hai đứa con của Quỳnh, tôi phải nuôi Quỳnh trong tù, mà tại sao nếu mà báo cho tôi biết rằng gia hạn thêm mấy tháng nữa, một thời gian nào đó, thì tôi cũng không giúp được Quỳnh thoát khỏi cảnh mà người ta đã truy cùng đuổi tận. Thì tôi chỉ muốn biết để tôi về sắp xếp về tương lai cho cháu tôi, thì tại sao họ không trả lời, họ cứ lanh quanh. Tới bây giờ tôi, hôm nay chính thức mà tới giờ để tôi nói với anh Quang Nam đây là 238 ngày, tôi không hề biết tin con tôi không nhận được một cái tin gì về con tôi không biết con tôi khỏe mạnh, sống chết ra sao, nhốt ở đâu, tôi cũng không hề biết nữa. Dạ vâng, trước khi chấm dứt buổi phỏng vấn ngày hôm nay đó thì xin được phép hỏi về tình hình sinh hoạt của gia đình kể từ khi con của bà là cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt, và đặc biệt là tinh thần của hai cháu Nấm và Gấu đó thưa bà Lan. Dạ thưa anh Quang Nam và thưa các khán giả Vi Đà, tôi được tình hình sinh hoạt của tôi thì nó cũng chắc chắn là nó cũng bị đảo lộn, ngoài những sự nâng đỡ của những bạn bè, những anh chị em trong nước, rồi cũng có những người nâng đỡ, những tấm lòng từ tâm của những ân nhân ở nước ngoài giúp đỡ chúng tôi trong những cái cơn hoạn nạn, chúng tôi rất biết ơn, trong lòng tôi lúc rất tri ân. Nếu mà không có họ chắc chúng tôi cũng không biết phải làm sao. Riêng về tinh thần hai đứa lớn thì chắc chắn là nó bị ảnh hưởng, khi mà chắc anh Quang Nam mà nhìn thấy cái tấm hình đứa con bé mà nó chính tay mắt nó thấy mẹ nó bị cầm tay, và khi mà nó thấy cái cảnh mà công an như vậy, bây giờ cái đứa lớn là Nắm á, là bây giờ nó có một cái phản xạ, hễ nó bà chở nó đi đâu là nó phải nhìn quanh quất thử có bị ai theo không, nó bây giờ nó cũng có một cái tinh thần đối phó. Còn Gấu á thì nó nhỏ hơn, nó rất nhớ mẹ, mỗi lần mà đi đâu hoặc nó đi đâu thì bất chợt là nhắc mẹ và luôn nhớ mẹ và luôn nhắc mẹ ạ. Thay mặt quý thính giả của đài Đáp Lời Sông Núi, xin trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, xin chào bà. Dạ, xin cảm ơn Quang Nam và xin cảm ơn thính giả đài Đáp Lời Sông Núi đã lắng nghe tôi nói, và xin cảm ơn mọi người ạ. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 9:30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng trung bình AM 1503 kilo chu kỳ. Quý thính giả có thể nghe đài qua số điện thoại 1-712-832-7123. Đài phát thanh buổi đầu tiên vào ngày 15 tháng 5 năm 2011. Chi phí điều hành đài 15.000 Mỹ Kim mỗi tháng do đồng hương khắp nơi đóng góp, ủng hộ tài chính xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về PO Box 612882 San Jose, California 95161, hoặc qua PayPal trong website radiodaplờisongnuiviếttắc.com. Đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức. Xin cảm ơn quý vị.